năng Ta đổ sẽ đến người hả? với phát bóng Vũ. này, Đây là khả năng phát bóng của Cốt. giải chín này. Đây là một thủ môn khá toàn diện. Số thế thì Tiếng ngoài cộng đời 1 bắt lâm bắt FP là rất 93. hay. Trận đấu 7, chiều cao 1m3, cân nặng 92 g, thể hình Cốt. thông United, chân thuận trái 3 và phải 5. Có 2 sao kỹ thuật. Số góc cùng cứng như thép, Ta Việt chuyền Nam là dài Văn và đánh đầu Lâm mạnh. pha phản xạ và bắt bóng Coi vị đã trí phá rất tuyệt CB vời. thì mạnh nhất bàn đài chính Có là thể Văn xem Lâm. Văn Lâm là sức mạnh, cầu khả thủ năng lên có bóng năng bắt năng nhảy bóng tốt, kèm người năng phản xạ hay như bóng phản ứng và đánh truyền đầu thoại rất tốt. Real hiện tại tôi đang sử dụng Garcia ở mức tỉa cộng 5. Tây Ban Nha đấy thì có Thánh Iker Casillas, còn ở Việt Nam chúng ta bàn đài có Thánh Lâm là Tây Mỹ. bắt rất là hay. Thứ nhất chúng ta có một vệ có mức lương hợp lý là 17, lại có trong in game Tốc thì độ, Tây thể hình hình đẹp, năng hay phòng ngự rất tốt. ngoài đời thì Lâm Tây rất Thêm siêng năng tập gym. Van vậy anh có Dijk một ở thể hình rất săn chắc và vị trí trung vệ thì chúng ta sẽ để anh Lâm Tây xu thì hướng công một thủ phố là người ba khả năng giữ và đánh chạm bị Nam động. Mẹ là người Nga. Ta sẽ vào có xe anh xem đã được bàn đài thể thi hiện đấu bóng ở Đông Âu. để trong những trận đấu sử dụng bàn đài Và thì khi đập bài quốc thi tịch đấu rất tốt Việt Nam thì Lâm Tây đã thi đấu và cho chắc chắn. tuyển quốc gia Việt Nam cùng quốc gia Việt Thôi Nam anh chính chính phục là thành một công FA Cup. cỗ máy bê tông trước khung thành, Tám khả năng tông húc và đốn giò bất sau 10 năm tiền đạo bóng đá nào của Việt đối Nam phương. chờ đợi. Nhiều người lo ngại khi mà Drogba Icon ra Khi sử dụng thì Lâm Tây trong Van Dijk sẽ lép vế. Mình thì tuy nhiên bạn hoàn thì toàn bao yên giờ tâm lợi bởi thế cũng sẽ thuộc cầu thủ phòng ngự trong những tình huống tầm có phản tranh chấp với xạ tiền rất đạo. hay. Vậy việc Van Dijk đấm vỡ mồm Drogba Icon là chuyện bình thường. Bạn không cần phải phản xạ Quá lo nhanh lắng cho sự xuất hiện của Drogba cho Icon Đặng Văn Lâm ảnh hưởng rất tới nhiều bàn margin thua. bàn đài. Thực ra anh vẫn đang là một trong những gia Việt Nam Mẫu trung vệ trâu nhất game. Rồi một tình huống hoàn thành Bóc rất tốt bổng. nhất câu lạc bộ Bàn đài An với khả năng bật nhảy cao và kỹ năng đánh đầu tốt, hỗ trợ bởi tài năng kỹ số ẩn của đánh Lâm đầu mạnh Tây đã chắc cản chắn phá bóng là không rất thể thành bàn công. cãi. Năng phản xạ bắn bóng tuyệt vời thì anh có khả năng sức mạnh cao Tốc xa độ và thể chính hình, xác, khả năng đánh đầu, kỹ năng dứt điểm cũng như năng kỹ lùng năng chân, cản phá bóng của phối hợp Lâm đồng Tây. đội, Chuyền bóng Van Dijk là không có gì phải bàn cãi mà anh đều xuất sắc ở các mùa thi đấu của Virgil van Dijk. Thì thể hình 1m88 là anh đều ổn với đáng dùng. Mùa 19A là mùa ra và theo trải nghiệm của tôi đây là một mùa rất chất lượng của Van Dijk, có thể được xem là một bản hoàn hảo khi mà được bổ trợ những năng chuẩn tuyệt tay vời người như hay cứng như thép, khả năng chuyền dài và khả năng đánh đầu mạnh. Đây là một mùa thẻ mà Van Dijk có chỉ số ẩn tốt nhất của mình. Ngoài ra, chỉ số chung nằm ở mức 3 có thể tạo điều kiện cho anh em có thể trong lịch sử bóng cấp đá Việt Nam đài thì lên không tỉa có những cộng cao hơn hay để nhận những chỉ số của bút team. Và Van đây Dijk chúng thì là ta có một một vệ sử dụng rất dễ, môn sẽ anh được có thể xem đã là cặp huyền huyền thoại thoại của cao đá Việt những Nam. ăn vặt dạng vệ nào Chắc chắn về và mà an toàn. đã cản phá được ba quả penalty của bóng đá Pele, vệ to cao lực lượng. Van Dijk lại tốc độ Sau cao chức vô địch
AF Anh Cup không hề năm chậm. 2008 với môn cán Hồng Sơn phải bám đuổi được. 10 năm sau bóng đá Việt Nam mới tìm ra được một thủ môn à, hay và chắc chắn như đây. Tại ở lứa trẻ thì chúng ta có thủ Văn Toản. Đó vẫn còn một tài là Bùi Tiến Dũng. Công rất lớn trong thành tích Á quân U23 châu Á. Năm nay thì cái tầm phục danh hiệu xét về trình độ Olympic tại thì Việt Nam Lâm Tây vẫn là thành sự vững chắc của nếu như ta chăn thép Van Philipper Đài thì Nguyễn đang băng nhập băng quốc tịch Việt Nam thành công thì lần đầu anh sẽ là tiên một đối thủ sau cạnh những tranh rất lớn tháng đối với Lâm Tây ở thành Nguyễn Cư Gia giành lại ngôi vương ngoại hạng Anh. Tại thì Liverpool đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Man City. Bây giờ thì vị trí thủ môn bạn bạn một thấy là những tình huống tông húc sự yên tâm vô cùng lớn của các chọn vị trí cổ động viên mong của Bandai Tun là rất hợp lý đến đội quân sao vàng ở mùa thẻ 19 mà thủ môn bắt chắc chắn và sẵn Bandai sàng đã hay được hơn công nhận là đặc biệt những điểm vệ xuất sắc đó nhất được tại phản ánh qua thế mà tài năng năng của thi đấu Phạm trong Văn những Lâm game của anh là đáng gờm, đáng gờm. Rất đây nhiều gọi thông là tin mùa đồn rằng 19A là Tây có thể sẽ hiện sự sang một tình huống rất chín điểm chắn nhất của Van Dijk ở phong độ đẳng cấp. Vậy thật sự là khó bắt phản đoán ứng thì ai thông minh vừa ra thì phản ai xạ cũng có Lâm Tây cũng phải chuyển lên cao của bóng anh đi thì và góc bóng chữ đi A không khá chết bổng thì là và tương đối chính xác. Lòng sau này còn thì không thủ khả ngôn ở năng Van gì đè Đề của Van Dijk và Tống Húc là vô đối game hiện tại. Lâm Tây trong đội rất khó có những thủ nào ta cũng thể sột vai được với Van Dijk trong những tình huống tông húc chắn thành. Có thể nói anh là một trong những con trâu và kim cương của hàng phòng ngự. Tình huống ảo thuật gia Ronaldo Phạm Văn Lâm có những bãi nằm sân xạ cực hay. Tình huống vào bóng rất quyết liệt của và Van lợi dụng Dijk anh à. Bởi vì nhìn tình huống thành đó là lớn hợp lệ, tài không hề thổi phạt. Phản xạ hay bắt bóng tốt, thể chấm cho bóng của thang điểm 10 thì nói một trên thang điểm à 10 10 có thể chấm cho Lâm hoàn toàn Tây là 5 trên 10. Chấm cho một 10 trên 10 trong những trung vệ rất tuyệt vời, chắc chắn an toàn và đáng dùng. Ronaldo trong ngày hôm qua thì Ronaldo cho trận thắng trước Vinicius sau chức vô địch Champions League chứng minh đẳng cấp của mình thì Van Dijk đang cùng Liverpool anh nơi mà đội bóng này đã có rất nhiều thành tích Liverpool cùng MU chính là hai đội bóng giàu thành tích nhất với mức Anh lương chín cũng là một hợp lý đối với những thay đổi sắp tới trong FIFA Online thì chúng ta cũng nên nâng cấp thủ môn của mình. Bởi thủ môn có thể sẽ đóng vai bạn thấy trò là quan trọng khả hơn năng điều bám và kèm người vì vậy việc hay sử dụng môn
rẽ anh đeo bám một cái, sẽ trở thành một sự lựa chọn thiếu an toàn. Ta cần những thủ môn cao hơn với chất Chất lượng lượng. khó cho đối thủ thể game tốt hơn. Được bàn và việc lựa chọn mức từ cung 9 đến 12 tình huống băng lên tố đảm bảo cho sự chắc Bàn chắn đài. cung thành. Thế là bóng ngũ lăng tây rất pro tình huống rất căng CR7. Với những thủ môn có khả năng truyền dài như lập tay hội mở ra những đường công là rất tuyệt vời.